Thời gian vừa qua tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang rộ lên tình trạng người dân tự ý dựng nhà, xây dựng công trình phụ trợ với số lượng lớn, bất thường trên những phần đất được nhà nước quy hoạch để xây dựng các dự án phục vụ phát triển hạ tầng kinh tế xã hội ở địa phương. Cùng với đó là những dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhưng chậm triển khai, gây lãng phí đất đai, tài nguyên của nhà nước và bức xúc trong nhân dân. Đây là những ngôi nhà do người dân dựng lên sau khi nghe tin diện tích đất này được quy hoạch xây dựng khu thương mại Biển Mậu thuộc dự án phát triển dịch vụ kho bãi Logistics khu bờ đông sông Lô tại xóm Nà La và xóm Pha Hán, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đối với lại khu vực chúng ta đang đứng đây, 50 năm công trình của 54 hộ gia đình. Thì báo cáo với lại các chị là các công trình thì xây dựng thì đa phần là tạm bỡ và không có hộ gia đình nào, gần như là cũng không có hộ gia đình nào để ở. Tương tự như vậy, đây là những công trình xây dựng trái phép sau khi Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên phê duyệt triển khai dự án đường nội thị thị trấn Vị Xuyên. Dự án được phê duyệt từ tháng 7 năm 2021 với tổng kinh phí đầu tư trên 356 tỷ đồng. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vị Xuyên, ngay sau khi dự án được phê duyệt, lợi dụng đêm tối như thế này, một số hộ dân đã nhanh chóng cất hàng loạt ngôi nhà trái phép trên đất nông nghiệp với mục đích chờ đền bù giải phóng mặt bằng. Đối với lại địa bàn của tuyến này thì có hơn 10 hộ với lại tổng số là 19 cái công trình vi phạm xây dựng một số cái công trình lên trên cái phần đất mà đã được quy hoạch cái dự án của cái tuyến đường nội thị này. Thực tế thì các cái công trình này thì là những cái công trình nhà cũ tạm bợ, cho nên là chỉ dựng trong vòng khoảng độ một thời gian rất là ngắn thì công trình cũng đã hoàn thành. Tại huyện Vị Xuyên, qua công tác kiểm tra rà soát của ngành chuyên môn, riêng ở xã Thanh Thủy và thị trấn Vị Xuyên đã có tới 64 hộ với 74 công trình xây dựng sai phép trên những phần đất đã được quy hoạch triển khai dự án nhằm trục lợi từ chính sách đền bù giải phóng mặt bằng của nhà nước. Không chỉ có hai địa phương kể trên, mà mấy năm trước tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên cũng đã từng xảy ra tình trạng tương tự khi hàng trăm hộ dân dựng nhà sàn, xây bể nước, làm chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp với mục đích trục lợi tiền đền bù từ các dự án thủy điện sông Lô 2 và sông Lô 6. Điều đó cho thấy công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang còn thiếu sát sao, yếu kém. Địa bàn thì đường xá đi lại rất khó khăn và cũng rất là hẻo lãnh, vùng sâu, cho nên là công tác quản lý cũng gặp nhiều cái khó khăn. Công tác tuyên truyền cũng như nắm bắt tình hình địa bàn của địa phương cơ sở thì có những lúc thì cũng chưa được thường xuyên và liên tục. Thực tế ngay từ đầu thì khi mà chúng tôi đi nắm bắt cái tình hình thì nhận định là cái việc này thì nó không phải xuất phát ngay từ đầu là từ những người dân này mà có cái sự tác động của các cái thành phần bên ngoài. Người dân người ta bị những cái đối tượng gọi là chuyên đi thực hiện các dự án này, người ta xúi dục hoặc là gọi là đứng đằng sau giật dây để các dùng các cái biện pháp gọi là để trục lợi các dự án. Toàn huyện trong thời gian qua gần nhất, ví dụ như tuyến đường nội thị này hoặc là cái khu Thanh Thủy chị đi sắp tới, ví dụ như là cao tốc chẳng hạn, thì cũng có thể là sẽ bị như thế. Gia đình ông Hoàng Văn Trư và bà Nguyễn Thị Phần ở thôn Làng Vàng 1, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là một trong những hộ được Ủy ban Nhân dân thị trấn Vị Xuyên vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật và công khai dự án. Nhờ đó, gia đình ông bà đã tự nguyện tháo dỡ những công trình sai phép. Bà chỉ có một điều là bây giờ về đo những cái đất của nhà bà đây làm đường thì không, bà cũng không biết là làm đường ở đâu mà cũng không biết là làm như thế nào. Bây giờ làm đường huyện phải có giấy về báo gia đình một câu. Đấy, chả có cái gì. Không có một cái giấy gì về báo gia đình. Bây giờ bà cũng chia cho các con khác tự về lấy giường, không phải là bà bảo. Ông bà là cũng người cao tuổi, đi họp đi hành họ cũng thông báo, bà cũng biết. Bà cũng công nhận là các con của bà dựng. Bây giờ là bảo là huyện làm đường qua đây thì bà cũng bảo các con là phải cho cơ quan chính quyền dỡ
và cũng không thắc mắc gì cả. Thì bây giờ cũng nhất trí quan điểm theo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền thì bây giờ là gia đình là phải tháo dỡ rồi giao đất cho nhà nước để sắp xếp về vấn đề mật độ thi công nó đảm bảo tốt. Cấp ủy chính quyền rồi cũng như là từ huyện ủy đến ủy ban huyện cũng như là các xã thị trấn thì cái việc này triển khai đồng bộ và rất là quyết liệt, không có chuyện mà đứng nghĩa là trục lợi mà vẫn được hưởng chế độ thì không có chuyện đấy, chắc chắn là điều đấy. Mà cương quyết huyện sẽ không bao giờ bao che, cũng như là kể cả là mặt quản lý nhà nước, ông nào mà sai cũng vẫn sẵn sàng xử lý luôn, không chấp hành việc xử lý vi phạm chính thì bắt buộc phải thực hiện cái vấn đề cưỡng chế. Cùng với một số dự án nhà nước quy hoạch thu hồi đất để phát triển hạ tầng giao thông, thương mại dịch vụ nhưng chậm được triển khai dẫn đến người dân tự ý xây dựng các công trình trên những diện tích đất này, thì cùng với đó là những dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng nhưng nhiều năm không triển khai gây lãng phí đất đai tài nguyên của nhà nước, làm bức xúc trong nhân dân. Dự án trồng cỏ nuôi bò tại xã Phong Quang là một ví dụ. Tháng 11/2017 thì tiến hành thu hồi giải phóng mặt bằng. Sau khi giải phóng mặt bằng xong là sẽ tiến hành khởi công ngay. Ngay sau là cũng giải phóng mặt bằng xong, san bằng, san ủi mặt bằng xong rồi thì cũng thấy im. Một số người dân người ta vẫn cứ thắc mắc. Sau lúc thu hồi thì cả cái hệ thống chính trị tất cả vào cuộc để tập trung vận động thu hồi, đến xong bây giờ là vứt cho đến để hoang cho đến giờ phút này chưa xây dựng thì cái này cũng là một cái lãng phí. Gia đình bà Vàng Thị Tiến, dân tộc Nùng, sinh sống nhiều đời trên mảnh đất ven rừng này, cuộc sống mưu sinh chỉ biết dựa vào hơn 1 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Cách đây gần 7 năm về trước, khi dự án trồng cỏ nuôi bò về triển khai tại xã, bà đã bàn giao toàn bộ đất sản xuất cho dự án, những mong bà và những người trong gia đình sẽ được chuyển đổi nghề, có công ăn việc làm ổn định hơn, nhưng đến nay đất không còn. Tiền đền bù dè sèn chi tiêu sau nhiều năm cũng chỉ còn lại con bò này. Lần đầu họ về già có mấy có 20, tính cho dân thì 24.000 một mét thôi. Nhân bảo là rồi ơi, một mét đất của dân thì còn chưa được một bát phở. Thế ai cũng kêu to, kêu nhiều lắm, mấy năm liền nó mới giảm à. Ừ, thế thì kêu nhiều quá thì họ mới bảo là lại tăng giá lên thì mới được lại 4-6.000 ấy. Góp cho nhà nước như thế này và làm dự án thì dân cũng đồng tình thôi. Mấy năm không thấy nó vào, có nhà thì hết đất rồi, không có ruộng cũng hết, đất cũng hết. Có châu bò cũng không thả, không có chỗ nào thả này. Bây giờ thì có nhà nào có thì dắt buộc thế này thôi, lấy cỏ chặt cỏ cho. Cái bãi này thu hết thì không có châu mấy rồi. Con châu ăn nhiều quá lại các hộ lại bán hết lại đi mua mấy người, mỗi nhà được 1-2 con bò về lại chăn thế này thôi. 5 năm rồi đấy, từ lâu. 5 năm cứ bỏ hoang này là lãng phí không? Lãng chứ. Nhân thấy sót quá thì mới bảo là người nào có một ít ở trong này thì đi làm ngô thế đấy. Bây giờ mấy hôm nay còn đang thu hoạch, họ còn bảo dục dân cho dân thu hoạch xong là họ mới về làm ấy. Chả biết có về không. Nhà cô thì hơn 1 hát, cả nương cả ruộng thì hơn 1 hát mới có được 740 thôi. Mất đất mất ruộng thì bây giờ còn một ít ở quanh thổ cư kia thì trồng ngô với trồng sắn thế thôi. Có cái gì đâu. Dự án đầu tư chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang có quy mô 557 hectare, được triển khai tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 1/11/2017. Sau nhiều năm giao đất cho dự án với mong muốn sẽ được chuyển đổi ngành nghề, có công ăn việc làm và tăng thu nhập, nhưng đến nay người dân và chính quyền địa phương vẫn chỉ biết chờ đợi. Thất nghiệp thì mình cũng mong muốn công ty tuyển mình vào làm đấy. Thì trước thì công ty hứa hẹn bảo là ở đây công dân bảo là công dân nhà nào có mất đất đai thì công ty tuyển nhân dân vào làm. Đất bỏ phí hoang quá là người dân lại bảo là lâu quá thì TH chưa vào thì người còn đất ở chỗ nào thì còn thừa thì người dân lại đi vào làm vào trồng ngô. Đơn giản nhất là cái việc mà con em mà không phải đi lao động xa xôi nữa, có thể lao động lại gần nhà, làm thuê cho cái công ty ấy thì
thì nó cũng là một cái đỡ cho con em xã nhà. Nhưng là cái thực tế của nó bây giờ chưa triển khai, nó cũng có cái gì đó nó cũng gây nó nhân dân cũng có cái bức xúc. Khi mà cái công ty đưa vào địa phương thì sẽ ưu tiên con em của địa phương để làm tạo thêm thu nhập, đấy cũng là một cái hay. Nhưng mà đến giờ phút này thì cũng chưa có, thì theo tôi nghĩ là cũng chậm quá, mà thời gian đất để nó lãng phí hàng mấy năm từ năm 2017 cho đến giờ. Trước thực trạng người dân tự ý xây dựng những công trình sai phép trên đất quy hoạch triển khai dự án, trao đổi với phóng viên truyền hình Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên cho biết cũng đang nghiêm túc nhìn nhận, chỉ đạo các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng này. Đối với xã Thanh Thủy là cuối năm 2021 đầu năm 2022 xảy ra cái tình trạng là người dân dựng nhà ồ ạt với số lượng lớn trên đất nông nghiệp mà không để ở. Thì trước tinh thần đó thì huyện cũng thành lập tổ công tác của huyện ủy là tổ tuyên truyền, còn đối với tổ công tác của ủy ban huyện là tổ đi hỗ trợ xử lý vi phạm chính. Thì chúng tôi là cũng đề nghị xã là phải xác minh nguồn gốc đối với trường hợp mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì căn cứ để xác định loại đất là căn cứ vào nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Thế thì từ cái xác minh đó ra chúng tôi mới đủ căn cứ để phép vào cái hành vi là sử dụng sai mục đích. Hiện nay chúng tôi cũng hỗ trợ xã là củng cố hồ sơ để xử phạt. Thì cho đến nay là kết quả ghi nhận được 44 trường hợp đã tháo dỡ. Vâng, thì trong đó là có 4 trường hợp là phải cưỡng chế, còn lại là 40 trường hợp là tự chấp hành sau khi người dân là bằng các nhiều hình thức là vận động tuyên truyền, người dân nhận thức rằng mình là đã tự chủ động tháo dỡ công trình vi phạm. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi quyết liệt đã chỉ đạo đối với ủy ban nhân các xã để tiến hành lập biên bản các cái vụ việc vi phạm về quản lý đất đai, đặc biệt là việc xây dựng các cái công trình trái phép trên đất nông nghiệp nhằm mục đích là trục lợi. Chúng tôi đang kiên quyết liệt để chỉ đạo đối với thị trấn cũng như là xã Thanh Thủy vận động nhân dân đang tổ chức tháo dỡ các công trình trái phép và kiên quyết xử lý dứt điểm, và đang chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên Môi trường để tiến hành rà soát lại toàn bộ các cái vụ việc vi phạm mà đã tiến hành lập biên bản và tổ chức xử lý quy định pháp luật. Còn một số xã với cái địa bàn rất rộng nên trong công tác quản lý đất đai vẫn còn để các cái đối tượng vi phạm mà chưa phát hiện ra, thì sau khi phát hiện vi phạm thì cũng đều tiến hành lập biên bản vi phạm. Cùng với việc thẳng thắn nhìn nhận, sớm có kế hoạch rà soát tổng thể trên địa bàn toàn huyện để ngăn ngừa các hành vi trục lợi từ chính sách đền bù giải phóng mặt bằng của nhà nước, thì cũng rất cần Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên xử lý nghiêm cá nhân tập thể để xảy ra vi phạm, từ đó rút ra bài học để các địa phương khác làm tốt hơn công tác quản lý đất dự án trên địa bàn toàn huyện. Chúng tôi thấy rằng để quản lý tốt trong công tác quản lý đất đai cũng như quản lý khoáng sản thì trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là chủ tịch ủy ban cấp xã, và phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước tại địa bàn của mình. Thứ hai nữa là công chức môi trường, quản lý đất đai thì phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để tham mưu cho chính quyền địa phương khi phát hiện các cái vụ việc thì cần phải lập biên bản xử lý ngay. Việc quản lý đất dự án ở Vị Xuyên còn để xảy ra tình trạng chỗ thì người dân nghiêm chỉnh chấp hành việc giao đất cho nhà nước nhưng lại thất vọng vì đất đai bị bỏ hoang, chỗ thì người dân lại tự ý xây dựng trái phép trên phần đất quy hoạch để mong trục lợi từ chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Do đó, cùng với các giải pháp của Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên nhằm quản lý chặt chẽ các phần diện tích đất quy hoạch, xử lý nghiêm vi phạm, thì rất cần Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang có các giải pháp đồng bộ thúc đẩy các dự án này sớm triển khai. Chỉ khi các dự án triển khai đúng tiến độ thì những bức xúc của người dân mới được giải quyết và công tác quản lý đất dự án của chính quyền cơ sở mới bớt đi được những gánh nặng tiềm tàng như hiện nay.